Xin chào tất cả các em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Hải. Anh là một thành viên trong ban điều phối câu lạc bộ La Hầu La. Ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em lễ Phật 8 bước trang nghiêm công đức nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ bước chân ra một chút, sao cho khoảng cách hai chân hơi rộng. Các em chắp tay trước ngực, các ngón tay khép vào nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau, đặt giữa ngực. Các em nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta hướng mắt lên trên, lưng giữ ở tư thế thẳng đứng. Bước 1, từ ngực, các em đưa hai tay lên trước mặt, đặt hơi chéo. Đầu ngón tay chạm vào giữa hai lông mày ở trên trán, đầu hơi cúi nhẹ xuống một chút. Bước 2, hai tay đưa xuống vị trí giữa ngực, mắt nhìn thẳng hướng về phía trước, hoặc ngước lên tượng Phật, hình Phật, mắt nhìn theo. Lúc này chúng ta trở về vị trí như tư thế xuất phát. Bước 3, các em khuỵu gối xuống nhẹ nhàng. Khi khuỵu xuống thì hai đầu gối chạm vào nhau. Nhớ là nhẹ nhàng thôi các em nhé. Các em quỳ gối thẳng đứng, tay vẫn chắp trước ngực, mắt nhìn thẳng hướng về phía trước, hoặc ngước lên tượng Phật, hình Phật, mắt nhìn theo. Bước 4, các em duỗi thẳng hai bàn chân ra phía sau, người đẩy ra sau, quỳ ngồi sao cho mông chạm vào hai gót chân. Các em lưu ý lưng vẫn giữ thẳng nhé. Bước 5, các em từ từ lễ xuống, trán chạm đất, hai tay tách ra chạm xuống đất, lòng bàn tay úp sấp, khổ tay cũng chạm đất. Hai tay đặt ở vị trí sát đầu, lúc này mông vẫn giữ ở tư thế chạm vào hai gót chân. Các em nhớ không được chổng cao lên nhé. Đến bước 6, các em từ từ nhấc người lên, quỳ ngồi như bước 3, lưng thẳng đứng, mặt hướng về phía trước, hai tay buông thẳng. Ở bước thứ 7, chúng ta đẩy người ra phía sau, đồng thời hai bàn chân co lại, hai đầu gối nhấc lên để mông chạm vào hai gót chân, tay buông thẳng dọc theo người. Lúc này, người ở tư thế cân bằng, mắt hướng lên tượng Phật. Bước thứ 8, các em từ từ đứng dậy, hai tay dần chắp vào nhau, đặt ở vị trí giữa ngực, hai gót chân cũng chạm đất, trở về vị trí như thời điểm xuất phát ban đầu, mắt nhìn thẳng hướng về phía trước, hoặc ngước lên tượng Phật, hình Phật. Trong trường hợp các em lễ Phật từ 2 lễ trở lên thì sau mỗi lễ chúng ta không cần xá, mà đợi đến lễ cuối cùng chúng ta mới xá xuống các em nhé. Đức Phật dạy, tôn kính và tán thán những bậc đáng tán thán thì sinh ra phúc lành. Cho nên, việc cung kính và lễ Phật sẽ khiến chúng ta có công đức và phúc lành lớn. Hy vọng rằng, dưới sự hướng dẫn của ban điều phối, các em sẽ thực hành tốt 8 bước lễ Phật trang nghiêm này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!